theo bảng xếp hạng hài lòng của bố mẹ về các mô hình con cái, thì gia đình có hai cô con gái là hạnh phúc nhất. Tiếp đó mới đến gia đình có một trai một gái. Xếp thứ ba là gia đình có hai con trai. Xếp thứ tư là ba gái. Ít hạnh phúc nhất là gia đình có bốn cô con gái. Lý giải cho việc có hai cô con gái là hạnh phúc nhất, các bậc cha mẹ cho biết hai cô con gái thường ít gây tiếng ồn, biết giúp bố mẹ làm việc nhà, có thể chơi với nhau vui vẻ, hay tâm sự quan tâm tới bố mẹ. Tuy nhiên, không phải cứ có nhiều con gái là hạnh phúc, vì khi có từ bốn con gái thì xung đột giữa các chị em sẽ gia tăng nhiều hơn, khiến bố mẹ đau đầu hơn. Do đó, bố mẹ có bốn con gái ít thấy hài lòng nhất. Trong khi đó, nếu gia đình có một trai một gái, thì trẻ em hiếm khi tranh cãi về đồ chơi, đồ dùng hay phân công công việc trong gia đình. Nhược điểm là khi lớn lên, hai đứa con khác giới tính ít quan tâm đến nhau. Gia đình có hai con trai thì thường có xu hướng gần gũi, là bạn bè thân thiết khi nhỏ, nhưng lớn lên lại ít tâm sự với bố mẹ và ít quan tâm đến nhau hơn.